Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn, những khán thính giả của Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì anh Sa xin mời quý vị và các bạn đến với tập 5 của bộ truyện Kiếp Làm Dâu đến từ tác giả Trương Huệ. Quý vị và các bạn thân mến, bởi vì trả món nợ cho người gì mà Huyền đã đồng ý gả vào nhà họ Trần với mục đích sanh con nối dõi, trong khi giữa cô và Minh, cậu cả của gia đình này, lại không hề có tình yêu. Và đương nhiên khi về làm dâu trong gia đình này, cô đã bị chèn ép bởi Thảo. Ở tập truyện trước thì Huyền đã phát hiện ra bộ mặt thật của Thảo, tức là vợ cả của cậu Minh. Hóa ra thì tất cả chỉ là màn kịch mà thôi. Thực ra thì cô ta vẫn luôn coi Huyền là cái gai trong mắt. Thế nhưng mà mọi chuyện chưa dừng lại ở đấy. Ở tập truyện ngày hôm nay, kẻ thứ hai công khai công kích Huyền sẽ lộ diện. Vậy thì kẻ đó là ai? Và cái bẫy nào đã được lập nên đưa cô vào bẫy? Cũng ở tập truyện này thì sẽ có sự quay trở lại của một nhân vật, đó chính là bà Miên, người hàng xóm kỳ lạ của Huyền và đồng thời cũng chính là bà thầy cúng đã mai mối Huyền cho cậu Minh. Vậy thì bà ấy sẽ mang đến điều bất ngờ nào? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc, sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Kiếp Làm Dâu, tác giả Trương Huệ qua phần diễn đọc của anh Sa. Hóa ra, Minh và Thảo kết hôn không phải là vì tình yêu. Mình cũng không hề yêu Thảo như những gì mà Thảo vẫn hay nói. Hóa ra, Thảo không có con, không phải là vì hiếm muộn, mà bởi vì cô ta và Minh chưa từng gần gũi. Chuyện này sao có thể chứ? Nếu như vậy thì chẳng phải, cơ hội để Huyền tiếp cận Minh là hoàn toàn bằng con số không sao. Thảo xinh đẹp, giỏi giang, lại ở cùng với Minh gần ấy thời gian. Thế nhưng mà vẫn không thể nào làm cho trái tim của người đàn ông đó rung động. Vậy còn cô thì sao đây? Chắc có lẽ cả cuộc đời này cũng không thể nào có thể sinh con cho mình được. Huyền trở về phòng giống như người mất hồn. Còn ở trong phòng của mình, Thảo vẫn không ngừng khóc. Mình nhìn thấy Thảo như vậy thì không được thoải mái. Cảm giác giống như bản thân của mình sắp trở thành tội đồ đến nơi vậy. Anh và Thảo lấy nhau là do hai người đã thỏa thuận ngay từ đầu. Còn về chuyện anh và Huyền thì cũng là do Huyền nhận tiền từ gia đình của anh mới quyết tâm bước vào nhà của anh, dù anh không hề có tình yêu với Huyền. Tất cả chẳng phải đều là do tự nguyện cả sao? Anh không có tình cảm thì chính là không có tình cảm. Tại sao bây giờ mang hết mọi lỗi lầm đổ lên đầu của anh như vậy? Hay bởi vì anh là đàn ông thế nên phải gánh hết á? Anh là con trai trong gia đình họ Trần, phải tuân theo những quy tắc mà cho dù có muốn hay không thì cũng bắt buộc phải chịu. Từ chuyện kết hôn cho đến chuyện có con đều là những thứ bắt buộc. Cũng chính bởi vì mệt mỏi thế nên anh muốn dứt khoát với Thảo. Em đừng khóc nữa. Nếu như mà em cứ cảm thấy không thoải mái thì chúng ta nói rõ một lần đi. Nói hết cho mọi người nghe tất cả mọi chuyện. Như vậy thì chúng ta sẽ không còn ai phải ở mức trong lòng nữa. Không được, em không muốn. Vậy thì bây giờ em muốn anh phải làm thế nào đây? Cô gái đó đến nhà chúng ta thì cũng đã đến rồi, anh cũng không thể nào đuổi cô ấy đi được. Thế em muốn anh phải làm gì đây? So với những gì chúng ta đã thỏa thuận từ ban đầu, anh không cảm thấy mình sai ở đâu cả. Nếu như anh có sai, cũng chỉ sai với bản thân của mình. Ngay từ đầu, anh không nên đồng ý chuyện đám cưới của chúng ta. Em cứ nghĩ, mưa dầm thấm lâu. Em cứ nghĩ rồi sẽ có một ngày, anh quay đầu lại, rồi nhìn nhận tấm chân tình của em. Nhưng tại sao? Tại sao vậy? Anh cứ cố chấp, nhớ mãi về cô ta như thế. Chuyện này không liên quan đến em. Cho dù cả đời này, anh không thể nào tìm được cô ta, thì anh cũng không chịu đón nhận tình cảm của người khác sao? Đúng như vậy.
Nếu như em biết rồi thì đừng nói gì thêm nữa. Tại sao thế? Chỉ gặp nhau một thời gian ngắn, chỉ là giữ của anh một cái túi gấm thôi mà. Tại sao phải như vậy? Bởi vì anh thấy cô gái đó đáng thương. Bởi vì anh thấy cô gái đó xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn. Và anh cũng thấy cô ấy xứng đáng có một tuổi thơ tốt đẹp, chứ không phải là bị người khác chà đạp như vậy. Em đã nói với anh là không phải như anh nghĩ rồi mà. Không phải á? Chính anh đã nhìn thấy em ép người ta quỳ xuống trước mặt của em. Và cũng không ít lần em bắt nạt cô ấy. Em còn nói là anh hiểu nhầm em á. Em và anh lớn lên với nhau từ bé. Chúng ta là thanh mai trúc mã. Em và anh mới là một đôi, chứ không phải là với một đứa nghèo hèn như vậy. Em đừng nói gì nữa. Em về phòng đi. Chuyện này về sau tuyệt đối không nhắc lại. Còn anh và Huyền có tình cảm với nhau hay không thì đó cũng là chuyện riêng của anh. Em không có quyền xen vào. Một mình Minh ngồi trong phòng gặm nhấm quá khứ. Ai nói anh cố chấp cũng được, nói anh vô tình cũng được, nhưng mà anh thực sự không có cách nào để quên đi hình bóng của cô bé năm đó. Anh chưa từng nghĩ tìm cô bé để lấy lại chiếc túi. Anh muốn tìm cô vì lời hứa của năm ấy. Lời hứa sẽ bảo vệ, sẽ che chở cho cô. Sau khi chuyển nhà, anh quay lại rất nhiều lần bãi cỏ, nhưng mà cũng chưa từng gặp lại. Hối tiếc lớn nhất của cuộc đời anh chính là chưa một lần hỏi xem nhà cô bé ở đâu. Anh cứ nghĩ mỗi lần ra bãi cỏ thì sẽ gặp cô bé chăn trâu ở đó. Ngày anh chuyển đi cũng là ngày anh và cô bé đó mất liên lạc. Lúc này thì ánh mắt của mình vô tình chạm vào chiếc áo đang treo trên tủ. Nghe đến Huyền, anh lại cảm thấy có một chút đau lòng. Cô gái đó vốn dĩ vô tội. Anh cũng biết cô không hề nhận được đồng nào từ mẹ của anh cả. Cũng biết số tiền đó rơi vào tay của dì cô. Nhưng mà trái tim của anh, vị trí trong lòng của anh thực sự không hề có chỗ cho Huyền. Thảo trở về phòng với vẻ mặt tức tối. Hòa đứng một bên đến ngay cả việc thở mạnh cũng không dám. Bất ngờ cô ta cầm chiếc cốc trên bàn rồi ném mạnh vào tường. Tay cô ta nắm chặt lại. Nhất định anh sẽ phải hối hận đấy. Buổi sáng hôm sau thì mặt trời vừa mới lên thôi, mình đã ra vườn. Huyền dậy sớm thế nên cũng chạy theo anh. Anh vẫn như thế, vẫn không hề quan tâm đến những thứ xung quanh. Thậm chí là Huyền ra đến vườn cùng với anh rồi mà anh cũng còn chưa phát hiện. Cô đứng ở một góc nhìn anh, cho đến khi anh nhìn thấy cô. Mỗi lần anh nhíu mày cô đều cảm thấy lo lắng. Cô sợ là anh sẽ đuổi cô về. Mới sáng sớm, em ra vườn làm gì thế? Đi về nhà đi. Ở đây dễ bị cảm lạnh đấy. Nhưng mà còn anh thì sao? Không sao cả. Vậy em cũng không sao đâu. Em ở đây cùng với anh. Vô ích thôi. Huyền im lặng. Cô chính là không biết anh muốn nói gì. Đừng tìm cách tiếp cận tôi. Bởi vì cho dù thế nào thì cũng không giúp em đạt được mục đích của mình đâu. Em... Tôi không đồng ý lấy em, cũng không có một đám cưới cho tử tế. Như thế cũng thôi đi. Đằng này đến đón em, tôi cũng không hề có mặt. Như vậy còn chưa đủ khiến cho em hiểu ra hay sao? Tôi không thích em, và cũng chưa từng nghĩ sẽ cùng với em sinh con. Nhưng... em không cần phải nói gì cả. Dù là như thế thì bây giờ em cũng trở thành vợ của tôi rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em và không để em phải sống cuộc sống khổ sở. Tất cả những gì mà tôi có thể làm cho em chỉ có như vậy thôi. Còn lại những chuyện khác tôi không làm được và cũng sẽ không làm. Em xin lỗi. Nhưng mà em sẽ không làm phiền đến anh đâu. Sẽ không làm phiền đến công việc cũng như cuộc sống hàng ngày của anh. Đừng cố chấp như vậy nữa. Thôi, anh cứ làm việc đi. Em vào nhà đây. Em sẽ phụ mọi người chuẩn bị đồ lễ.
Huyền tránh né, không muốn nói rõ ràng về vấn đề này. Bởi vì nếu như cô nói rõ thì sau này sẽ không còn cơ hội để có thể đến gần mình nữa. Ở nơi này đúng là không có việc gì nặng nhọc. Tất cả mọi thứ đều có người làm lo hết. Ngoài trừ đọc sách và học thêu thùa may vá thì cũng chẳng còn việc gì cả. Nếu không có việc gì thì sẽ không ai bước chân ra khỏi phòng. Bỗng nhiên Huyền có cảm giác mình giống như đang bị giam cầm. Trước đây cuộc sống tuy rằng nghèo khó, nhưng mà cô còn có thể bước chân ra ngoài đường, còn có thể gặp những người xung quanh trò chuyện. Nhưng mà từ ngày cô trở thành con dâu của nhà họ Trần, thì đến ngay cả cái quyền bước chân ra khỏi cổng cũng không hề có. Sống trong một gia đình giàu có là nhiều quy tắc như thế này, thì người ta sợ nhất là mang tiếng xấu về nhà. Đã trở thành con dâu trong cái nhà này thì nhất nhất phải giữ mình. Nếu không có chuyện gì quan trọng, thì đến cả nói chuyện với người làm là đàn ông trong nhà cũng không được phép. Thật quá đáng sợ mà. Huyền đi xuống dưới bếp, lúc này nhìn thấy người làm đang tấp nập chuẩn bị mọi thứ. Người thì nấu xôi, người thì xếp hoa quả, người thì chuẩn bị nhang đèn. Huyền định làm giúp mọi người thì chị Bích đã vội ngăn lại. Ấy, mấy chuyện này cô không cần phải làm đâu, cứ để bọn em. Bà chủ mà nhìn thấy thì lại mắng bọn em chết. Không sao đâu, mỗi người làm một ít mới nhanh được. Cô cứ đi chuẩn bị quần áo đi, hôm nay là lễ quan trọng mà. Quần áo? Đúng rồi à, cô phải thay quần áo chứ. Thôi, em đi rửa rau đây. Em không đi làm thì mọi người lại cứ tưởng em lười biếng thì chết. Huyền định hỏi Bích là phải ăn mặc như thế nào cho phù hợp, thì cô ấy đã đi mất. Đang không biết hỏi ai thì nhìn thấy Hoa đi đến. Huyền liền hỏi Hoa. Hoa à? Hoa vừa nhìn thấy Huyền thì lập tức khó chịu. Thế nhưng cũng bởi vì thân phận kẻ ăn, người ở trong nhà nên không dám thái độ. Nếu như không sẽ bị đánh như trời. Cô gọi em có chuyện gì vậy? Hôm nay là lễ cúng trong nhà. Thêm phải ăn mặc như thế nào cho phù hợp vậy? Tôi mới đến thế nên không rõ. Trời à, ăn mặc như thế nào mà cô cũng không biết á? Thôi, em bận lắm. Cô thích mặc gì thì cứ mặc thôi. Nói xong rồi thì Hoa đi thẳng. Thế nhưng mà cũng không hiểu là nghĩ gì sau đó quay lại. Trong phòng của cô có bộ đồ nào tối màu một chút không? Sao tự nhiên hỏi như thế? Thì lễ cúng, quan trọng là cô phải ăn mặc lịch sự một tí. Ăn mặc lồng lộn không phải chính là không tôn trọng buổi lễ sao? Hình như là trong tủ có một bộ đồ màu đen thì phải đấy. Vậy thì cô mau về phòng thay đồ đi. Sắp bắt đầu làm lễ rồi đấy. Phòng của Huyền nằm ở sân sau. Làm lễ cúng thì ở gian nhà đằng trước. Nhà họ Trần rộng lớn, thế nên đi từ phòng của Huyền đến nơi làm lễ cũng phải mất đến mấy phút. Huyền mở tủ đồ rồi bắt đầu lấy quần áo. Từ lúc cô về làm dâu nhà họ Trần cho đến bây giờ cũng chưa có buổi lễ nào cả. Và đây chính là buổi lễ đầu tiên. Cô không phải muốn tạo ấn tượng gì, chỉ là không muốn mọi người ghét bỏ cô thôi. Huyền lấy bộ đồ màu đen ra rồi mặc lên người. Cô cũng chẳng dám trang điểm, và lại thì cô cũng không biết trang điểm thế nào. Lúc cô bước chân ra ngoài thì cũng là lúc Bích đi ngang qua. Vừa nhìn thấy Huyền thì hoảng hốt đến mức rơi cả khay đồ trên tay xuống đất. Ôi trời ạ, cô Huyền. Huyền vội vàng nhặt cái khay ấy lên cho Bích. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Bích mà không khỏi lo lắng. Có chuyện gì vậy? Sao mà trông em hốt hoảng như thế? Cô à, cô lấy đâu ra bộ đồ đen xì như thế này? Cô định đi ra ngoài mà mặc thế này á? Cô mà mặc thế này, bà chủ đánh cô chết đấy. Sao lại đánh? Bích nói như vậy là sao thế? Thế em cứ tưởng là cậu chủ phải nói cho cô biết chứ. Hôm nay làm lễ cúng cầu may mắn, vậy nên tất cả mọi người trong nhà phải mặc quần áo sáng màu, trang điểm đẹp. Có như vậy thì mới may mắn được. Cô mặc bộ đồ này ra chính là một điểm xui xẻo đấy. Trời ạ, nếu như cô không gặp em thì không biết là chuyện gì xảy đến nữa. Nghe Bích nói xong mà Huyền sợ đến mức
chân không đứng vững. Nếu như cô mặc bộ đồ này đi ra chỗ làm lễ, rồi không may trong nhà có chuyện gì xảy đến, thì chẳng phải cô chính là sao chổi á? Sau đó thì Bích nắm tay của Huyền kéo vào trong phòng. Nhớ lúc này mà ai đi ngang qua thì đúng là to chuyện. Cô à, cô mau mở tủ lấy bộ quần áo đẹp nhất ra đây, rồi thì em giúp cô trang điểm. Cô mà không mau lên thì lễ bắt đầu đấy, đến muộn không được đâu. Huyền vội vàng mở tủ, rồi lấy chiếc váy màu hồng cánh sen mặc vào. Cô ngồi trước bàn trang điểm, không biết làm gì tiếp theo cả. Cứ để mặc cho Bích muốn làm gì thì làm. Lúc Bích trang điểm cho Huyền xong thì chính Huyền cũng không nhận ra chính mình nữa. Lúc trước, đầu tóc của cô lúc nào cũng bù xù, mặt không dính bùn thì cũng dính đất. Quần áo thì rách rưới, chân tay đen đúa. Chỉ có từ khi trở thành con dâu của nhà họ Trần rồi, thì cô mới giống như một con người thực sự. Lúc này thì Huyền vội vàng rời khỏi phòng. Lúc cô đi ra đến sân trước thì nhìn thấy mọi người đã ở đó đông đủ lắm rồi. Và ai ai cũng ăn mặc sặc sỡ, nhất là Thảo. Cô vừa bước đến thì lập tức nhìn thấy Thảo, bởi vì Thảo quá nổi bật. Thảo mặc chiếc váy màu đỏ, càng nhìn càng bị thu hút. Hoa đứng ở bên cạnh Thảo cũng vừa kịp lúc nhìn thấy Huyền. Thấy Huyền mặc chiếc váy màu hồng thì gương mặt của Hoa lập tức đổi sắc. Cứ nghĩ rằng nói như vậy thì Huyền sẽ mặc đến một cái váy màu đen chứ. Như vậy thì tất cả mọi người sẽ coi Huyền giống như điềm đen đuổi trong nhà. Không hiểu vì sao, Huyền lấy đâu ra cái váy đẹp như thế kia. Huyền cũng nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt của Hoa. Cũng biết được tại sao Hoa lại bảo mình mặc cái váy tối màu. Nhưng mà Huyền cũng không vội lật mặt, bởi vì biết hôm nay không phải là thời điểm thích hợp. Huyền nhìn ngó xung quanh một lát thì cô bỗng ngây người khi nhìn thấy người phụ nữ đó. Chính là người lúc nào cũng hát những bài hát dị hoặc ở cạnh nhà cô. Nhưng mà vì sao bà ấy lại ở đây? Bà ấy ăn mặc như thế kia. Lẽ nào bà ấy chính là thầy sẽ làm lễ cúng cho buổi cầu may trong gia đình hôm nay sao? Bà ấy cũng nhìn thấy Huyền, nhưng lại không có bất cứ biểu cảm nào cả. Lễ cúng bắt đầu. Tất cả người trong nhà họ Trần đều phải ngồi xuống một chiếc chiếu lớn được trải ra giữa sân. Huyền cứ nghĩ là mình sẽ không tham gia, nhưng mà anh chính là người đầu tiên nhận lấy chiếc túi may mắn từ tay của bà Miên. Bà Miên sau khi đưa chiếc túi cho mình thì nói lớn: cầu phúc, cầu an, cầu con đàn cháu đống, cầu công việc thuận lợi, cầu sức khỏe an khang, cầu mọi chuyện tốt lành. Sau đó bà ấy đi đến trước mặt của từng người trong nhà họ Trần. Người nào bà ấy cũng đưa cho một cái túi, mỗi người một màu sắc khác nhau. Cho đến khi bà ấy đứng trước mặt của Huyền, bà ấy vẫn như thế, trên gương mặt của bà ấy chẳng có bất cứ thay đổi nào. Chiếc túi bà ấy đưa cho Huyền là chiếc túi màu hồng, đồng bộ với chiếc váy mà cô đang mặc trên người. Những người kia cứ đưa túi cho bà ấy thì bà ấy nói rất to những lời mà bà ấy cầu xin cho họ. Nhưng mà với Huyền thì lại khác. Bà ấy nói rất nhỏ và chỉ một mình Huyền nghe thấy. Cầu cho bớt lương thiện, cầu cho con người cứng hơn thép, tâm sắc như dao, vượt qua mọi sóng gió. Huyền nghe những lời đó xong thì giật mình, vội vã quay sang nhìn những người xung quanh. Cô thực sự rất sợ họ sẽ nghe được. Nhưng mà cũng may là không ai nghe được những lời bà Miên vừa nói. Sau khi bà ấy cầu nguyện xong cho Huyền, lại đi qua chỗ những người khác. Buổi lễ cầu may mắn kết thúc sau 3 tiếng ròng rã. Bà Kim Phụng giữ bà Miên ở lại ăn cơm, thế nhưng bà ấy không đồng ý. Vội vã rời đi như có chuyện gì đó rất quan trọng vậy. Buổi lễ kết thúc thì cũng là lúc ai về phòng người nấy, và chẳng ai trò chuyện với ai cả. Không biết cầu may mắn có tác dụng không, nhưng mà không khí trong gia đình thực sự rất quái đản. Nó còn lạnh lẽo hơn cả một cơn mưa chiều nữa. Huyền về phòng của mình ngắm nhìn cái túi một lúc lâu. Cũng bởi vì tò mò thế nên cô mở cái túi ra xem thử. Cô hốt hoảng, đánh rơi cái túi thì phát hiện ra bên trong cái túi là một cái đầu lâu nhỏ được làm bằng đá. Nhìn nó đỏ rực như nhuộm máu tươi vậy. Rốt cuộc thì bà ấy có ý gì khi đưa vật này cho cô? Nó có thực sự may mắn như bà ấy nói không? Hay khi cô giữ nó bên cạnh dần dần,
cô sẽ trở thành ác quỷ. Huyền sợ đến nỗi chẳng dám lại gần nó. Nhưng mà cô lại không dám vứt đi, bởi vì sợ một ngày nào đó sẽ có người hỏi đến. Cô đành cất nó ở phía sau cái tủ. Trời cũng đã sang đông, cô đành sẽ may cho mình một cái áo ấm. Không mong anh sẽ nhìn nhận tình cảm của cô, cũng chẳng mong vì tấm chân tình của cô khiến anh động lòng. Chỉ cần anh mặc cái áo ấy là được. Dẫu sao thì anh và gia đình của anh cũng cứu vớt cuộc đời của cô. Nếu không thì với cái số nợ khổng lồ ấy, chắc chắn thì dì sẽ bán cô vào ổ điếm hoặc là cho một lão già nào đó. Sau khi buổi lễ kết thúc thì Minh cũng trở về phòng của mình và Thảo cũng đi theo anh. Cô ta đi ngay phía sau của anh. Nhưng khi anh bước vào trong phòng, cô ta lại đứng ở ngoài, không dám bước vào theo. Em lại có chuyện gì á? Em có thể vào phòng được không? Tức không phải là hôm qua đã nói hết tất cả mọi thứ sao? Hôm nay có chuyện gì khác á? Anh cho em vào phòng rồi nói chuyện được không? Ở ngoài này, người khác nghe thấy không hay đâu. Mình suy nghĩ gì đó một lát, rồi cũng gật đầu cho Thảo bước vào. Vào bên trong thì Thảo lập tức nắm lấy cánh tay của mình. Em xin lỗi. Anh đừng giận em nữa. Sau này thì em sẽ không bao giờ làm khó anh nữa. Cũng không bao giờ đòi hỏi trách móc điều gì cả. Chỉ cần anh cho em ở lại ngôi nhà này bên cạnh anh thôi. Anh không hề có ý định trách móc hay là không cho em ở đây nữa. Đừng suy nghĩ lung tung. Anh à, chúng ta có thể bình thường giống như trước đây không? Chỉ cần anh không tránh mặt em là được. Vậy thì em cũng đừng quan tâm đến những chuyện không cần quan tâm. Ý anh muốn nói là chuyện tình cảm giữa anh và Huyền á. Giữa anh và cô ấy không có mối quan hệ tình cảm nào cả. Anh nói thật chứ? Có chuyện này, anh muốn nhắc nhở em. Đừng bao giờ đi quá giới hạn của mình. Lúc này chỉ còn một mình Minh ở trong phòng. Anh mở tủ lấy ra một con cào cào, đan bằng lá tre. Nó cũ kỹ theo thời gian, không còn chắc chắn như ngày đầu nữa. Anh để nó trong cái hộp và rất ít khi động đến. Không phải vì bất cứ lý do nào cả, chỉ là anh sợ sẽ làm hỏng nó. Quãng thời gian thơ bé chính là quãng thời gian đẹp đẽ nhất mà anh muốn giữ lại. Sau đó và cả sau này nữa, anh cũng không biết là mình còn có thể tìm thấy những tháng ngày hồn nhiên như vậy không. Giá như không bao giờ lớn, giá như anh cũng không phải là con trai của nhà họ Trần, thì có lẽ anh đã được sống đúng với những gì mà anh mong muốn. Anh không muốn lấy vợ cũng không được. Thậm chí là anh muốn đi tìm cô bé kia cũng không biết phải tìm ở đâu. Bản thân của anh có phải chính là một kẻ bất tài vô dụng không? Nhưng suy nghĩ đó cứ luôn dày vò và khiến cho anh mệt mỏi bất lực. Huyền vừa bắt đầu những mũi kim đầu tiên thì ở bên ngoài có tiếng gọi cửa. Cô Huyền ơi! Cô Huyền! Cô có ở trong phòng không? Cô đi ra đây em bảo tí. Huyền đi ra ngoài thì nhìn thấy Bích. Nhìn Bích giống như có chuyện gì đó quan trọng lắm vậy. Có chuyện gì vậy Bích? Cô à, cô mau đến phòng của bà chủ đi. Bà chủ tìm cô có việc gấp đấy. Nghe Bích nói như vậy, Huyền cảm thấy lo lắng. Cứ mỗi bước chân là mỗi bước sợ hãi. Cô có thể không sợ được sao? Nếu như cô làm gì đó sai thì gia quy của nhà họ Trần sẽ nút chửng cô ngay lập tức. Huyền đi đến gian nhà chính. Lúc này bà Kim Phùng và Ngọc đã ở đó. Ngọc vừa nhìn thấy Huyền thì lập tức cười đều. Ôi trời à! Con dâu yêu quý của nhà họ Trần đây rồi. Vừa mới đến đây, đã mang biết bao nhiêu may mắn về. May mắn đến nỗi làm xong buổi lễ cầu may, còn chưa có tác dụng, thì đã bị mất đi một món đồ quý giá. Huyền nghe xong thì ngây cả người. Cô đã làm gì chứ? Cô đã đánh mất gì của nhà họ Trần chứ? Bà Kim Phùng cầm lấy cái bình hoa rồi đưa ra trước mặt của Huyền. Nhìn bà ấy vô cùng tức giận. Chuyện này là sao? Con mau nói cho mẹ biết đi. Cái bình hoa này thì liên quan gì đến cô? Và lại, nó có vấn đề gì, cô cũng hoàn toàn không biết. Con xin mẹ chỉ cho con biết con đã sai ở đâu. Cái bình hoa này là sao ạ?
Con nhìn mà không biết nó bị làm sao á? Con có biết cái bình hoa này quý đến mức nào không? Có biết giá trị của nó là bao nhiêu không? Con không biết cái bình hoa này quý đến mức nào. Nhưng mà con thực sự chưa nhìn thấy cái bình này bao giờ cả. Và cũng không biết là nó đã xảy ra chuyện gì. Huyền còn chưa kịp giải thích thì Ngọc đã trừng mắt rồi quát lớn. Hỗn xược, lão toét. Về làm dâu chưa được mấy ngày, đã phá như vậy. Đúng là cái loài không ăn học gì cả, không có ý thức. Ngọc còn muốn chửi Huyền thêm nữa, nhưng mà đành phải khựng lại khi thấy ông Cảnh và Minh đi vào. Ông Cảnh nghe thấy ồn ào liền quay sang hỏi bà Kim Phụng. Có chuyện gì vậy? Con dâu mới lại gây ra chuyện á? Nó đánh vỡ cái bình hoa mà ông thích nhất rồi đấy. Cái gì cơ? Bà mới nói gì? Còn chưa rõ đầu đuôi thế nào thì ông Cảnh ngay lập tức đi đến chỗ Huyền rồi tát ngay vào mặt của cô một cái. Cái tát bất ngờ khiến cho Huyền ngã rúi rủi xuống đất. Và chính mình đứng ngay bên cạnh ông Cảnh cũng không kịp ngăn lại. Còn dành con này. Vừa mới về nhà không được bao lâu đã phá của như vậy. Thế mày có biết cái bình hoa đó bao nhiêu tiền không? Có bán cả mày đi cũng không đủ tiền mà đền. Tự nhiên rước hòa. Đúng là tại sao rước cái thứ sao chổi này về nhà thế? Mặc dù đau lắm nhưng mà Huyền vẫn cố gắng giải thích. Bố à, bố nghe con nói đã. Con không hề làm vỡ cái bình hoa đó. Và con cũng chưa từng nhìn thấy nó bao giờ cả. Lúc này thì Ngọc chỉ tay vào mặt của Huyền rồi quát. Lại còn cái. Chính con Lan nó bảo. Nó nhìn thấy mày sờ vào bình hoa. Bây giờ lại dám chối á. Mày không làm vỡ. Thế mà tự nhiên nó lại vỡ như thế. Thế rồi tự nó đổ được xuống đất á. Mọi người tin con đi à. Con không hề làm vỡ cái bình đó đâu. Dì ơi. Rồi thì Huyền quay sang nhìn Lan. Lan là một trong những người làm của nhà họ Trần. Lan, Lan có nhìn rõ người làm vỡ cái bình không? Lan có nhìn nhầm tôi và ai không? Tôi thực sự chưa từng nhìn thấy nó. Thì làm sao mà tôi làm vỡ nó được? Hai tay của con Lan nắm chặt lại. Đôi môi của nó cũng mím chặt. Nó nhìn khắp mọi người xung quanh rồi hít một hơi dài. Nó nói liến thoáng. Em rõ ràng nhìn thấy cô đến gần cái bình mà. Lúc cô hỏi mọi người có việc gì để cô làm giúp, thì chính lúc ấy em thấy cô đi đến cái bình còn chạm vào nó nữa. Cô không làm vỡ thì ai làm vỡ đấy? Ông Cảnh một lần nữa hét toáng cả lên. Thôi, không cần hỏi han gì nữa. Cứ theo giao quy mà làm đi. Mang nó ra ngoài, đánh mấy chục roi. Để xem lần sau, chưa có tính hầu đầu đi. Đánh xong, nhốt nó vào trong phòng. Để cho nó nhìn đói 3 ngày đi. Bắt nó chép hết giao quy 100 lần. Thảo chứng kiến tất cả mọi thứ thì vô cùng thỏa mãn. Thế nhưng mà cô ta còn chưa kịp nhìn thấy người làm lôi Huyền ra ngoài để đánh thì đã bị Minh cản lại. Cũng chưa có bằng chứng gì kết luận cô ấy làm vỡ cái bình cả. Hơn nữa, nó cũng chỉ là một cái bình thôi. Vỡ rồi thì có thể mua lại. Không nhất thiết phải đánh cô ấy như thế. Không nhất thiết phải phản nặng như vậy. Ông Cảnh trợn mắt nhìn Minh. Bây giờ con đang bênh vực cho nó á? Nó cho con ăn bùa mê thuốc lũ sao? Con có biết cái bình đó quý giá thế nào không? Đắt tiền thế nào không? Nó trị giá bao nhiêu con sẽ đền lại cho bố. Con tìm được ở đâu mà đền? Trên đời này cũng chỉ có vài cái như vậy thôi. Bố đánh cô ấy thì cái bình có lành lại được không? Cô ấy bây giờ cũng là vợ con. Và không ai có quyền động vào cô ấy cả. Bố lão, bây giờ thì mày ngang nhiên cái lời của bố như vậy á? Gia quy của cái nhà họ Trần này thì bắt buộc phải chấp hành. Gia quy cũng chỉ là thứ vô tri vô giác. Con người mới đáng để trân trọng. Lập ra mấy cái gia quy không phải để sống tốt hơn sao? Chẳng nhẽ lập gia quy ra để hành hạ người khác á? Thảo vội vàng chạy đến nắm lấy cánh tay của Minh rồi thì thầm. Anh đừng cãi lời bố nữa.
Anh cái bố như vậy, bố sẽ giận thêm. Rồi thì chỉ tội nghiệp cho Huyền thêm thôi. Mình không nghe lời của Thảo, hất cánh tay của cô ta ra rồi tiếp tục nói. Hôm nay không ai được phép động đến cô ấy cả. Cô ấy là vợ của con. Cái bệnh cô ấy làm hỏng, con sẽ đền cho bố. Thằng mất dạy này, thế mày muốn làm loạn cái nhà này lên sao? Cũng chỉ là một con danh mang về đây, cũng là để thay thế cái máy đẻ thôi, có gì to tát đâu. Con không giống như bố. Một khi đã trở thành vợ của con thì cho dù lý do gì đi chăng nữa, con cũng sẽ bảo vệ. Mày! Ông Cảnh tức đến nỗi không nói nên lời, ngã xuống ghế. Mắt của ông ấy nhìn về phía của mình, tay cũng chỉ vào mặt của anh. Ngọc thấy như thế thì mắng mình. Vì một đứa con gái không ra gì cả, làm cho bố tức giận như vậy. Cậu xem, có đáng mặt làm con nữa không? Chuyện này không đến lượt gì lên tiếng. Cậu! Bà Kim Phùng thấy mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu đi thì ngăn cản mình không cho anh nói tiếp. Con im ngay đi. Gia quy là gia quy, tuyệt đối không được làm trái. Hôm nay Huyền nhất định phải chịu phạt. Nếu như vậy thì con sẽ chịu phạt thay cô ấy. Tất cả mọi người đều kinh ngạc khi nghe câu trả lời của mình. Huyền sợ là anh sẽ bị người ta mang ra đánh thật. Cô vội vàng chạy đến ôm lấy chân của ông Cảnh. Con xin lỗi bố, con sai rồi. Con xin chịu phạt. Con xin bố hãy đánh con. Chuyện này không hề liên quan đến anh Minh hay là bất cứ một người nào khác cả. Con làm sai thì con chịu phạt. Mình nắm lấy cánh tay của Huyền, lúc này thì anh vô cùng giận dữ. Em làm gì vậy? Chuyện này không liên quan đến ai cả. Em làm sai, em sẽ chịu. Anh càng giúp em thì em sẽ càng bị mọi người ghét thêm thôi. Anh đừng quan tâm đến em làm gì nữa. Em không thấy là tôi đang bảo vệ em á? Em không cần anh bảo vệ. Chuyện này em tự làm tự chịu. Đừng cãi nhau với bố mẹ nữa. Cũng đừng cãi nhau với mọi người vì em như vậy. Em không cần. Được. Nếu đã như vậy thì tôi không quan tâm đến nữa. Em muốn làm gì thì làm đi. Mình nói xong đi ra khỏi gian nhà chính. Huyền chỉ biết nhìn theo anh, nước mắt lưng tròng. Ông Cảnh có nhiều vợ nhiều con như vậy, hơn nữa thì người nào cũng nhìn vào cái tài sản của ông ấy. Nếu như chỉ vì bảo vệ cô mà Minh bị ông ấy ghét thì phải làm sao đây? Anh thức khuya dậy sớm, lúc nào cũng ở trang trại. Bao nhiêu công sức của anh đổ vào đấy, chẳng nhẽ chỉ vì đứng ra bênh vực cô mà đổ sông đổ bể á? Cô thà bị anh ghét cũng không muốn phải nhìn thấy những cảnh đó. Huyền bị người ta lôi ra ngoài, bị đánh. Từng cái roi lằn sâu vào da thịt của cô. Khi đó thì cô chỉ biết mím chặt môi, cắn răng chịu đựng, không dám kêu nửa lời. Những trận đòn roi thế này, trước đây cô chịu đựng đã quen. Mọi thứ sẽ qua nhanh thôi. Chỉ có điều cô cảm thấy trong lòng rất đau. Những con người trong gia đình này, họ coi trọng một vật vô tri vô giác còn hơn cả con người. Giá trị của cô còn không bằng cả một cái bình. Huyền bị đánh tất cả 12 roi. Cái tát của ông Cảnh vẫn còn in hằn trên má đỏ bừng như vậy. Cô đi từng bước, chỉ biết cắn răng chịu đựng những cơn đau truyền đến. Khó khăn lắm mới có thể trở về phòng. Dù là ngồi hay nằm cũng đều đau đớn. Lúc ấy thì Huyền òa lên khóc nức nở giống như một đứa trẻ. Bây giờ trong phòng cũng chỉ còn lại một mình cô. Không cần phải để ý đến nét mặt của ai cả, cũng không sợ ai nhìn thấy, và cô có thể khóc thoải mái. Bỗng nhìn bên ngoài có tiếng gõ cửa. Huyền vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt. Cô không muốn ai nhìn thấy cô khóc cả. Lúc mở cửa ra thì nhìn thấy Bích. Bích vội vàng đi vào trong phòng. Trước khi đóng cửa lại, còn nhìn xung quanh xem có ai ở bên ngoài không. Có chuyện gì vậy? Sao Bích lại đến đây? Em đến mang thuốc cho cô. Cô đừng nói cho ai biết, nếu không ông bà chủ đánh em chết. Trời ạ, Bích mau về phòng đi. Nếu không may ai nhìn thấy thì Bích sẽ vì tôi bị liên lụy đấy. Tôi thì sao cũng được,
Nhưng mà không muốn người khác vì tôi chịu khổ đâu. Ôi xào, trước khi đến đây, em nhìn kỹ lắm rồi, nên cô không cần phải lo. Em cũng khổ sở giống y như cô vậy đấy. Nhưng mà cũng may là em không phải con dâu của nhà họ Trần. Em nói cô đừng buồn. Em cũng chẳng mong được làm con dâu ở nhà này làm gì. Khổ bỏ xử giấy. Bích đừng nói như vậy. Tai vách mạch rừng đấy. Nhưng không may ai nghe được thì khổ đấy. Em cũng chỉ nói cho một mình cô nghe thôi. Làm gì đã nói với ai đâu. Em thấy cô bị đánh như vậy xót hết cả ruột đấy. Ông bà chủ ác thật đấy. Nhưng mà sao lúc ấy cậu Minh bảo vệ cô? Cô không để yên cho cậu ấy bảo vệ. Cô còn từ chối cậu ấy làm gì? Để rồi cậu ấy giận như vậy. Bích không hiểu được đâu. Cô lại sợ cậu Minh bị ông chủ ghét bỏ á? Em còn lạ gì nữa? Tôi không muốn anh ấy bị liên lụy. Thôi, dù sao cũng xảy ra rồi. Bích cũng đừng nói gì nữa. Kẻo người ta nghe thấy đấy. Em biết rồi. Thế thôi con nằm xuống đi. Em thoa thuốc cho. 12 roi đấy, ít gì đâu. Thế này thì con mà cả mấy hôm mới đỡ lại. Loại thuốc này đắt lắm đấy. Phải lên tận trên tỉnh mới mua được. Chứ ở đây không có đâu. Bích lấy ở đâu ra vậy? Đắt tiền như vậy thì làm sao mà Bích mua được? Nghe Huyền hỏi như vậy, Bích liền trở nên ấp úng. Cái này em xin được đấy. Lúc trước em bị thương, bà chủ cho em. Vẫn còn thế nên em mang sang đây. Có thật không? Đừng có lấy của ai đi nhá. Cô lo xa quá đấy. Không có chuyện đó đâu. Lúc Huyền vén quần lên thì Bích nhìn thấy mấy vết thương trong lòng không khỏi xót xa. Nếu như cậu Minh chính mắt nhìn thấy, chắc chắn sẽ đau lòng lắm đi. Cô cố gắng chịu đựng tí nhé. Bôi thuốc này sẽ sót đấy. Không sao đâu, tôi chịu được mà. Bích không cần phải lo cho tôi. Mặc dù đã biết trước như vậy, thế nhưng mà lúc bôi thuốc thì Huyền vẫn có cảm giác như mình sắp không chịu được nữa. Nó đau còn hơn cả khi cô bị đánh nữa. Tay của cô nắm chặt lấy ga trải giường, cắn răng chịu đựng. Sau khi bôi thuốc cho Huyền xong thì Bích đi ra ngoài. Bích không về phòng mà vòng ra phía sau vườn. Lúc này thì có một người đang chờ đó. Bích liền gọi. Cậu Minh. Minh quay người lại rồi hỏi Bích. Cô ấy sao rồi? Em đã bôi thuốc cho cô rồi. Cô bị đánh đau lắm. Ở trên má của cô bây giờ vẫn còn in rõ 5 ngón tay của ông chủ đấy. Em nhìn cô mà xót quá. Tôi biết rồi. Cậu không đến thăm cô Huyền sao? Sao cậu không tự đưa thuốc cho cô ấy mà lại bảo em như thế? Cô Huyền là vì không muốn... Bích còn chưa kịp nói hết câu thì Minh đã ngăn lại. Không phải chuyện của mình thì đừng hỏi, đừng nói nhiều. Mặc dù Bích rất tò mò, thế nhưng mà khi nghe Minh nói như vậy cũng không dám hỏi gì thêm nữa, lặng lẽ ra về. Cả người của Huyền đau rát rời. Cô chưa bao giờ chịu đựng cơn đau nào kinh khủng như vậy. Không biết là họ dùng roi gì mà đánh từng cái đều lằn sâu vào trong da thịt như vậy. Không biết bao giờ thì mấy vết thương này mới có thể lành lại. Huyền không thể nào nằm cho tử tế. Cô thậm chí còn không biết phải làm thế nào để cho mấy vết thương này đỡ dần đi. Thuốc mà Bích bôi cho đến bây giờ vẫn còn cảm thấy sót. Bởi vì bị nhốt 3 ngày, thế nên Huyền không được ra gian nhà chính để ăn cơm. Đến tối thì Hoa đưa cơm vào. Nhìn thấy Huyền đau đớn như vậy, cô ta cảm thấy thỏa mãn trong lòng lắm. Đặt khay cơm xuống dưới bàn rồi cô ta nói với Huyền. Cô Huyền, chắc là đau lắm nhỉ? Huyền không trả lời. Cô thừa biết là chắc chắn Hoa đến đây để cười vào mặt của cô mà. Ôi trời à, cô đau đến nỗi em hỏi cô cũng không trả lời được sao? Em thương cô quá cơ. Ai bảo cô tự nhiên làm vỡ cái bình của ông làm gì thế? Cô cũng nghe ông nói rồi đấy. Tính mạng của cô cũng không quý bằng cái bình của ông đâu. Suy cho cùng thì cô ở trong cái nhà này không có thân phận gì cả. Em nói thầm cho cô nghe cái này nhé. Lúc trước cô Thảo cũng đánh vỡ cái bình
y hệt như của cô bây giờ đấy. Thế nhưng mà ông chủ không mắng, cũng không phạt gì cả. Bây giờ thì em mới biết là ông chủ thương cô Thảo thế nào. Còn cô ấy mà, còn lâu mới được như cô Thảo nhé. Vậy sao? Mặc dù Huyền rất đau, nhưng mà vẫn cố gắng giấu đi. Cô nhìn Hoa rồi cười nhạt. Nhưng mà có một điều hạnh phúc, đó là ngày hôm qua, người đàn ông mà tôi gọi là chồng đã đứng ra bênh vực tôi. Chẳng biết là tôi có vị trí gì hay không, nhưng mà anh ấy đã muốn chịu roi thay tôi đấy. Cô có vẻ tự hào quá nhỉ? Tất nhiên, lấy chồng thì ai không mong muốn chồng mình trở thành chỗ dựa vững chắc cho mình chứ. Nhưng mà rồi thì cậu mình cũng không thể nào bảo vệ được cô, và cô vẫn bị đánh đi thôi, có gì đáng tự hào. Thôi, cô ăn cơm đi, em không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa. Huyền cố gắng nuốt ngược những ấm ức vào trong. Tất cả những gì mà ngày hôm nay cô phải chịu đựng thì hy vọng sau này sẽ được đền đáp xứng đáng. Hoa đi ra khỏi phòng, Huyền nhìn thấy khay cơm Hoa mang vào, một lần nữa lại muốn khóc. Chỉ có một bát cơm trắng và một đĩa muối. Cảnh tượng ở nhà dì lại một lần nữa lặp lại. Cũng không sao cả, cô cũng không đến mức sướng quá mà quên đi những gì mình đã từng chịu đựng. Có cơm để ăn là tốt lắm rồi. Mặc dù Huyền luôn cố gắng mạnh mẽ, suy nghĩ tích cực, thế nhưng mà nước mắt vẫn cứ rơi xuống. Cô thấy Hoa nói đúng mà, cô không có bất cứ vị trí nào trong căn nhà này cả. Dù cho mình đứng ra bảo vệ cô, nhưng mà mình cũng không phải là lớn nhất trong cái nhà này. Việc cô bị đánh vẫn sẽ bị đánh thôi. Bích đang lúi húi dưới bếp dọn dẹp thì nhìn thấy Minh đi vào. Vừa thấy Minh đã vội chào hỏi. Em chào cậu Minh. Làm xong mọi việc chưa? Sắp xong rồi à? Chỉ còn tí việc nữa là xong thôi. Vào phòng xem cô Huyền ăn uống sao rồi. Sao cậu không tự vào đi? Thế cậu không định vào thăm cô Huyền thật á? Bảo vào thì vào đi, hỏi lắm như vậy? Em cũng chỉ là tò mò thôi mà. Thế có vào không? Cậu đừng giận như vậy, em vào ngay đi. Cậu đứng ở đây đợi em nhé. Em xem cô ấy như thế nào rồi đi ra nói với cậu luôn, để cậu đỡ mất công phải tìm em lần nữa. Chỉ được cái lắm lời. Mặc dù Minh không nói câu nào hẳn hoi, nhưng mà Bích biết là Minh không có quan tâm đến Huyền. Chắc là sợ Huyền ăn cơm không đủ no đi mà. Tại sao không trực tiếp đi mà hỏi chứ? Lại cứ sai Bích như vậy. Nghĩ như thế, nhưng mà Bích đâu có dám nói gì cậu Minh đâu. Nhanh chóng đi đến phòng của Huyền, bởi vì sợ lỡ việc của cậu. Bích gọi cửa một lúc thì mới thấy Huyền đi ra. Chẳng nói chẳng rằng, Bích đi luôn vào trong phòng của Huyền. Có chuyện gì vậy Bích? Sao vội vàng như vậy? Em đến xem cô ăn uống thế nào. Huyền che khay cơm phía sau lưng của mình. Ăn cũng sắp xong rồi. Bích không cần phải lo như vậy, tôi không sao. Em chỉ xem tí thôi mà, cô giấu em làm gì thế? Thì có gì để xem đâu, tôi ăn xong rồi mà. Cô đi ra để em xem thử. Người ta mang cho cô cái gì thế? Dù sao thì cô cũng vẫn là con dâu của nhà họ Trần cơ mà. Thân phận của cô vẫn còn cao quý. Bích nói rồi vòng qua người của Huyền. Lúc Bích nhìn thấy bát cơm với đĩa muối trắng mà trong lòng cảm thấy xót xa. Trời à! Cô nói cho em biết đi. Ai là người đưa cơm cho cô vậy? Cái này là tự tôi đi lấy. Đến cả việc đi lại, cô còn không đi được thì làm sao mà ra ngoài? Hơn nữa, ông chủ còn bảo nhốt cô trong phòng. Nghe lời như cô mà dám đi ra ngoài sao? Cô nói cho em biết đi. Đứa nào vậy? Đứa nào mang cơm cho cô? Đem vào cho nó mấy phát. Mẹ kiếp nhà nó. Bố lão. Nói bé bé thôi. Giờ này thì mọi người cũng nghỉ ngơi cả rồi. Đừng làm phiền mọi người như vậy. Cô mà cứ như thế này thì bảo sao? Cứ bị người ta bắt nạt như thế. Cô đứng đây đợi em. Để em đi lấy đồ ăn khác cho cô. Cô bị thương như thế này, ăn uống vớ vẩn,
thì làm sao mà khỏi được. Thôi không cần đâu, ăn thế này cũng không sao cả. Bích làm việc cả ngày rồi, cũng đừng vì tôi mà mệt thêm như thế. Em không mệt. Cô nghĩ em nhiều chuyện hay lo mấy thứ bao đồng cũng được, em đều nhận hết. Cũng bởi vì em quý cô thôi, thế không thì em cũng chẳng thèm vào. Bởi vì Huyền cũng xuất thân nghèo khó giống như Bích, cho nên Bích nói như vậy, Huyền cũng không để bụng, chỉ cảm thấy Bích rất dễ gần. Bích nói một hồi rồi mở cửa đi thẳng xuống bếp. Thế nhưng Bích tìm mãi chẳng thấy có gì để ăn được. Rõ ràng hôm nay Bích cất đi rất nhiều đồ ăn cơ mà, sao bây giờ lại không còn thế? Bích đành phải nấu vài món đơn giản cho Huyền. Còn chưa nấu xong thì đã thấy Hoa đi vào. Bích, đang làm gì đấy? Bích nấu đồ ăn cho cô Huyền. Cô Huyền đã ăn cơm rồi cơ mà, Bích là còn nấu cái gì nữa đấy? Không biết là ai đưa cơm cho cô ấy, mà chỉ có cơm trắng và muối thôi. Bích nấu cho cô Huyền vài món, chứ cô Huyền bị đau như vậy, ăn uống không ra gì, thì đến bao giờ vết thương mới lành lại? Xem ra là Bích lo lắng cho cô Huyền quá nhỉ. Nói chuyện với Bích vài câu thì Hoa cũng đi ra ngoài. Lúc Bích đang cúi xuống thổi bếp cho cháy lớn lên một tí nữa, thì tai của cô bị ai đó nắm chặt. Ở bên tai là giọng nói không thể nào chua chát hơn. À, con mất dạy này, lại dám xuống bếp ăn vụng á? Bích quay lại thì nhìn thấy Ngọc. Ngọc nhìn Bích cứ như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi. Tai của Bích mỗi lúc bị Ngọc nắm chặt hơn. Lão thật đấy, dám xuống bếp ăn vụng. Thế cái nhà này để cho mày chết đói sao? Hay là mày muốn ăn những thứ cao sang hơn? Dạ con không có, con xin bà thả con ra đã. Thả mày ra? Thế mày nghĩ là tao dễ tính như thế sao? Dễ tha cho mày như vậy á? Không phải là con ăn vụng đâu bà ơi. Mày không ăn vụng? Thế không ăn vụng thì xuống đây làm gì? Mày nấu đồ ăn để làm gì? Dạ con nấu đồ ăn cho cô Huyền à. Cho cô Huyền? Đang bị phạt thế mà cũng có tâm trí ăn uống gớm nhỉ? Là còn đòi ăn ngon cơ đấy. Tưởng bây giờ phải lo chép phạt gia quy chứ. Tối nay cô Huyền chưa ăn gì cả, vậy nên còn mơi. Búp một tiếng, Ngọc đưa tay tát thẳng vào má của Bích, âm thanh nghe chát chúa vô cùng. Ở đâu ra cái thói, chủ nói một câu cái lại nhem nhẹm như vậy. Mau lên, đổ hết mấy thứ đó đi, tao không cho nấu nướng gì cả. Nhưng mà con danh này. Cái lại sao? Mày muốn tao cắt lưới á? Tao nói đổ hết là đổ hết. Tao cấm mày không được mang bất cứ thứ gì cho con danh đó cả. Nếu như không thì mày không thể nào sống yên ổn ở đây đâu. Cô ta lại một lần nữa duỗi tay vào đầu của Bích khiến cho Bích ngã dúi rồi. Còn không tiếc tay, đem hết đồ ăn đổ vào thùng rác. Thế để xem, mày ăn bằng gì đây? Đổ cái thứ trôi sông lạc chợ, cái thứ áo rách ngáng chỗ. Cô ta cười một tràng rồi đi ra ngoài. Bích nhìn số đồ ăn trong thùng rác, bất lực khóc nức nở. Lúc ấy, nghĩ mình đang đợi thế nên không dám ở dưới bếp khóc lóc, vội vàng chạy đi tìm Minh. Bích đi ra sau vườn thì vẫn nhìn thấy Minh đang đứng ở đó. Cậu Minh ơi! Cậu Minh! Minh nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại. Vừa nhìn thấy Bích thì đã nhíu mày. Mặt cô bị sao vậy? Em xin lỗi cậu, em vẫn chưa thể nào đưa được đồ ăn cho cô Huyền cả. Nghĩa là cho đến bây giờ cô ấy vẫn chưa được ăn gì á? Không phải. Lúc em đến phòng cô Huyền đã có người đưa cơm cho cô ấy. Thế nhưng mà chỉ có cơm trắng và muối thôi. Em định đi xuống bếp nấu mấy món. Thế nhưng... Nhưng sao? Em không dám nói. Cứ nói đi. Nhưng mà em sợ lắm. Sợ gì? Em nói ra rồi thì cậu có bảo vệ cho em không? Em sợ bị đánh chết đấy. Nếu sợ thì đừng nói.
Minh quay người định bỏ đi thì Bích vội vàng chạy theo, bám lấy cánh tay của Minh. Cậu nhất định phải bảo vệ cô Huyền đấy. Em có bị đánh cũng không sao cả. Có phải là cô bị ai đó đánh rồi có phải không? Em xin lỗi cậu. Lúc em đang nấu đồ ăn cho cô Huyền thì bà ba đi xuống dưới bếp. Bà ba không cho em nấu ăn, lại còn đổ hết đồ ăn vào trong thùng rác. Có chuyện đó? Dạ vâng. Bây giờ thì cô Huyền chắc là vẫn còn chưa được ăn cơm đâu. Cơm với muối trắng thì làm sao mà ăn được. Lông mày bất giác nhíu lại, tay của mình cũng vì thế nắm chặt. Cậu à, cậu đừng nói chuyện này với ai nhé. Nếu như người khác mà biết thì em bị đánh chết đấy. Mình không nói gì cả, bước đi thẳng. Mặc dù vậy nhưng mà Bích vẫn biết là mình đã nhận lời. Mình đứng trước cửa phòng của Huyền một lúc lâu, không hiểu vì sao anh lại không gõ cửa. Rồi sau đó tự mình đẩy cửa đi vào. Lúc anh vào bên trong thì nhìn thấy Huyền đang đứng cạnh bàn. Trước mặt thì vẫn là bát cơm trắng và một ít muối. Anh tự nhiên đi vào trong phòng khiến cho Huyền giật mình. Cô nhất thời không biết phải nói gì cả, cứ đứng ở đó nhìn anh mãi. Anh đi về phía cái bàn, mắt của anh chăm chú nhìn vào bát cơm. Ai đưa đồ ăn cho em vậy? Em... không muốn nói. Không liên quan đến người khác đâu. Là tại em muốn ăn như vậy thôi. Em nghĩ là tôi dư thời gian để quan tâm đến em á. Em xin lỗi. Xin lỗi? Vậy thì bây giờ em nói cho tôi biết em sai ở đâu. Em... vì em đã làm vỡ cái bình. Cái bình là do em làm vỡ sao? Có thật như vậy không? Rốt cuộc thì em có bao nhiêu phần ngốc nghếch vậy? Cái gì thì em cũng không biết. Đến bảo vệ mình cũng không biết. Ngay cả khi người khác muốn bảo vệ em cũng không muốn. Vậy thì em nói cho tôi biết đi. Có phải là em muốn biến tôi trở thành kẻ bù nhìn, đến ngay cả vợ của mình cũng không thể nào bảo vệ được á? Huyền vội vã xua tay. Không phải như vậy đâu. Em không hề có ý đó. Em xin lỗi. Anh đừng giận. Ngay khi người ta đối xử với em không ra gì, đưa cho em bát cơm với đĩa muối trắng, em cũng không nói gì cả. Em như thế này thì làm sao mà có thể sống được? Đúng là bây giờ anh đang rất giận, giận đến nỗi còn không muốn nói chuyện với Huyền nữa. Nhưng mà dù gì thì Huyền cũng là vợ của anh. Cô như thế này thì anh không nhẫn tâm bỏ mặc. Ở đây đợi tôi. Tôi xem có cái gì cho em ăn được không? Bây giờ cũng đã muộn lắm rồi. Và mình cũng không muốn làm phiền người làm trong nhà. Cả ngày thì người ta làm việc vất vả rồi. Thế nên anh tự mình xuống bếp nấu cháo cho Huyền. Lúc này ở trong phòng thì Thảo cùng với Hoa đang cười vô cùng đắc ý. Ôi trời ạ. Cô không nhìn thấy cái vẻ mặt của nó lúc mà em đưa cơm và muối vào đâu. Bây giờ nghĩ lại mà em vẫn phải sướng hết cả người ấy. Em làm theo đúng như lời cô đã dặn. Ăn xong, em mang hết đồ ăn thừa đồ cho chó. Rồi thì nó có muốn ăn cũng không có mà ăn ấy. Đúng là vừa lòng tao quá mà. Lúc anh mình đứng ra bảo vệ cho nó, tao đã cay cú lắm rồi. Mà cái con ngu đấy, anh ấy đã đứng ra xin xỏ cho nó như vậy, thế mà lại còn cứ muốn chịu tội như thế. Nhưng mà cô à, nó thực sự làm vỡ cái bình hoa? Không phải đâu. Đừng nói với em là cô làm vỡ đi nhá. Chuyện này tao liên quan quá gì? Chỉ trách nó đắc tội với quá nhiều người thôi. Ý cô muốn nói đến bà ba sao? Biết thì để trong lòng, đừng nói linh tinh ra ngoài, có ngày gặp họa đấy. Nhưng mà em vẫn còn tức con Bích quá quả. Thế nó lại làm gì mày á? Mà hình như là con Danh đấy, nó thân với con Huyền lắm thì phải. Đúng rồi đấy cô. Em thấy nó xuống bếp nấu đồ ăn cho con Huyền đấy. Thế rồi thì mày để yên cho nó sao? Em định về nói với cô. Thế nhưng mà đúng lúc ấy em gặp bà ba.
Thế nên em nói với bà ba. Thế cô có biết là chuyện gì xảy ra sau đó không? Bà ba đi vào, tát nó một cái, rồi sau đó đổ hết đồ ăn của nó đã nấu cho con Huyền vào sọt rác. Em nhìn xong, sung sướng cả người ấy. Đang nói chuyện thì tự nhiên thấy Thảo đứng dậy, rồi đi ra khỏi phòng. Hoa hỏi với Thảo. Cô Thảo, cô đi đâu vậy? Đi an ủi người ta. An ủi ai cơ à? Thế còn ai vào đây nữa? Phải đi an ủi em hai chứ. Em ấy như vậy chắc là đang tuổi thân lắm đấy. Cô à, cô cho em đi với. Em cũng muốn đi an ủi cô ấy. Thôi, về phòng ngủ đi. Cứ để cô đi một mình cũng được. Dạ vâng ạ. Vậy thôi em về ngủ đây. Thảo cười. Cô ta đúng là không thể nào che giấu đi niềm vui hiện tại của bản thân. Lúc này không biết cái vẻ mặt của Huyền khó coi đến thế nào nhỉ. Chỉ cần nghĩ đến thôi thì cô ta đã cười, không thể nào khép mồm lại được ấy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng, không chỉ có mỗi mình Thảo xem Huyền là cái gai trong mắt, mà giờ đây đến bà ba cũng đã lộ diện rồi. Và anh Sa đoán không nhầm thì lý do khiến cho bà ba ghét Huyền đó là bởi vì nếu như Huyền sinh được con trai cho cậu Minh thì vị trí của bà Kim Phụng, tức là bà cả, sẽ càng ngày càng được củng cố, và điều đó sẽ đe dọa đến vị trí của bà ba. Vậy nên chúng ta cũng có thể hiểu được lý do vì sao bà ba lại ghét Huyền như vậy. Và nếu đã như vậy thì trong tương lai bà ấy sẽ còn gây ra nhiều điều khó khăn cho Huyền nữa đây. Bên cạnh đó, ở tập truyện này thì có một chi tiết mà anh Sa cảm thấy rất tò mò và cũng không kém phần nổi cả gai ốc nữa. Đó chính là chi tiết khi mà bà Miên, tức là bà hàng xóm ngày xưa của Huyền, đồng thời cũng là bà thầy cúng, đã làm lễ cầu may cho gia đình này. Khi đó thì bà ấy có đưa cho Huyền một chiếc túi gấm, và bên trong chiếc túi gấm đó có một vật rất là lạ mà anh Sa bây giờ nhắc lại cũng cảm thấy sợ nữa. Không hiểu rằng là nó có ý nghĩa gì. Thì câu trả lời ra sao thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Sầu, để chúng ta có thể từ từ khám phá những điều bí mật nằm trong bộ truyện này. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy bộ truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.